Ngày 2 tháng 1, Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An tổ chức lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ. Đến dự có ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và lãnh đạo Ban tổ chức tỉnh ủy Long An, lãnh đạo sở ngành liên quan. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An Nguyễn Văn Út có quyết định bổ nhiệm ông Trương Văn Liếp, quyền Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Long An, giữ chức Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Long An. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày 2 tháng 1 năm 2024. Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An cũng có quyết định tiếp nhận ông Trương Tấn Sơn, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh đến công tác tại Sở Xây dựng, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Long An. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 2 tháng 1 năm 2024. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An cũng trao quyết định nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông Nguyễn Chí Thiện, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Long An, kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2024. Tại hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024, diễn ra sáng ngày 2 tháng 1 năm 2024, Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN Nguyễn Anh Tuấn cho biết, doanh thu bán điện của toàn EVN năm 2023 ước đạt 497.000 tỷ đồng, tăng 5,4% so với năm 2022. Nộp ngân sách ước đạt 21.000 tỷ đồng. Mặc dù vậy, tổng tài sản của EVN năm 2023 lại giảm 6,3%. Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, năm 2023, EVN và các đơn vị nỗ lực thực hiện các giải pháp tiết kiệm chi phí, tiết kiệm 15% chi phí thường xuyên, tiết giảm 20-50% chi phí sửa chữa lớn và tiếp tục thực hiện các giải pháp để cố gắng cân bằng kết quả sản xuất kinh doanh. Cạnh đó, giá bán lẻ điện bình quân đã được điều chỉnh tăng 2 lần, cụ thể là tăng 3% vào ngày 4 tháng 5 và tăng 4,5% vào ngày 9 tháng 11. Tuy nhiên, các lần tăng này vẫn không đủ bù đắp được chi phí sản xuất điện nên EVN tiếp tục bị lỗ sản xuất kinh doanh điện năm thứ hai liên tiếp. Lãnh đạo EVN cho rằng, nguyên nhân là do chi phí khâu sản xuất điện vẫn tăng cao, chiếm tới 80% giá thành. Cụ thể, giá nhiên liệu năm 2023 mặc dù đã giảm so với năm 2022 nhưng vẫn cao hơn nhiều so với các năm trước đây. Cơ cấu huy động nguồn điện không thuận lợi do tình hình nước về các hồ thủy điện kém, làm sản lượng thủy điện giảm, trong khi tăng huy động các nhà máy nhiệt điện than, dầu và năng lượng tái tạo, là những nguồn huy động có giá thành cao hơn giá thành thủy điện. Đặc biệt, chi phí mua điện trên thị trường điện cao, chi phí thanh toán tăng so với giá điện hợp đồng. Điều này dẫn đến tình trạng tổng chi phí bình quân cho các khâu, phát điện, truyền tải và phân phối trong năm 2023 lên tới 2.092,78 đồng 1 kWh, nhưng giá bán điện bình quân chỉ 1.950,32 đồng 1 kWh. Nhiệm vụ đặt ra trong năm 2024 của EVN là hết sức nặng nề trong cả hai khía cạnh, đảm bảo cung ứng điện và cân đối tài chính. Theo lãnh đạo EVN, ngành điện vẫn có thể tiếp tục đối mặt hàng loạt khó khăn, thách thức đối với hai khía cạnh này. 1. Áp dụng chính sách mới nhất về đăng ký thường trú, tạm trú. Thông tư 66/2023/TT-BCA có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 sửa đổi hồ sơ phải nộp khi giải quyết các thủ tục về cư trú, trong đó có đăng ký thường trú. Với trường hợp tiếp nhận hồ sơ đăng ký trực tiếp, người dân có thể nộp bản sao giấy tờ được chứng thực từ bản chính hoặc được cấp từ sổ gốc hoặc bản chụp, bản quét kèm theo bản chính để đối chiếu. Ngoài ra, người dân có thể khai báo thông tin theo biểu mẫu điện tử được cung cấp sẵn, đăng tải bản quét bản chụp giấy tờ hợp lệ, không yêu cầu công chứng chứng thực, dẫn nguồn tài liệu từ kho quản lý dữ liệu điện tử và nộp lệ phí. Thông tư 66/2023/TT-BCA cũng đưa ra yêu cầu cụ thể với giấy tờ đính kèm khi đăng ký cư trú online, đó là bản quét bản chụp giấy tờ được cấp hợp lệ, còn giá trị sử dụng bằng điện thoại, máy ảnh. Phải rõ nét, đầy đủ, toàn vẹn về nội dung. Nếu là giấy tờ do cơ quan nước ngoài cấp thì phải được hợp pháp hóa lãnh sự, dịch sang tiếng Việt theo quy định trừ trường hợp được miễn. 2. Chỉ tuyển lao động nước ngoài khi không tuyển được lao động Việt Nam.
Chính phủ ban hành Nghị định số 70/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam. Đáng chú ý, tại khoản 2, điều 1, Nghị định 70/2023/NĐ-CP nêu rõ, từ ngày 1 tháng 1 năm 2024, sau khi không tuyển được người lao động Việt Nam vào các vị trí tuyển dụng người lao động nước ngoài, người sử dụng lao động có trách nhiệm xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài. Việc thông báo tuyển dụng người lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến tuyển dụng người lao động nước ngoài được thực hiện trên cổng thông tin điện tử của Bộ LĐTBXH, Cục Việc Làm hoặc cổng thông tin điện tử của Trung tâm Dịch vụ Việc Làm do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập. 3. Thay đổi phương thức cấp giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. Ngày 1 tháng 1, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, sửa đổi, gồm 12 chương và 121 điều chính thức có hiệu lực thi hành. Điểm mới quan trọng trong luật này là sửa đổi thay thế tên gọi của chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh thành giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. Đồng thời phương thức cấp giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh sẽ chuyển từ quy định xét duyệt hồ sơ sang quy định phải kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề trước khi cấp giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. Việc tổ chức thi đánh giá năng lực người hành nghề được thực hiện trước khi cấp giấy phép hành nghề do Hội đồng Y khoa Quốc gia thực hiện. 4. Không gọi nhập ngũ đối với công dân nghiện các chất ma túy. Ngày 6 tháng 12 năm 2023, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành thông tư 105/2023/TT-BQ-BQ quy định tiêu chuẩn sức khỏe, khám sức khỏe cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2024. Cụ thể gồm tiêu chuẩn và phân loại khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự, quản lý và kiểm tra sức khỏe quân nhân dự bị, khám sức khỏe tuyển sinh quân sự. Bên cạnh đó là quy định về khám sức khỏe tuyển dụng vào đội ngũ cán bộ, đào tạo sĩ quan dự bị gọi vào phục vụ tại ngũ, tuyển dụng quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và cá nhân trong khám sức khỏe cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng. Về tiêu chuẩn sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự, Điều 4, Thông tư 105/2023/TT-BQ-BQ nêu rõ, tiêu chuẩn chung là phải đạt sức khỏe loại 1, loại 2, loại 3 theo quy định tại Điều 5, Điều 6, Thông tư 105/2023/TT-BQ-BQ. Đặc biệt, theo thông tư này, không gọi nhập ngũ đối với công dân nghiện các chất ma túy, tiền chất ma túy được quy định tại Nghị định 57/2022/NĐ-CP quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất. Ngoài ra, công dân phải đáp ứng một số tiêu chuẩn sức khỏe riêng trong tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ quân sự do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định. 5. Vi phạm pháp luật không được xét tặng gia đình văn hóa. Nghị định số 86/2023/NĐ-CP ngày 7 tháng 12 năm 2023 có hiệu lực từ ngày 30 tháng 1 năm 2024 quy định khung tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu gia đình văn hóa. Nghị định nêu rõ, để được xét tặng danh hiệu gia đình văn hóa thì gia đình phải đáp ứng những tiêu chuẩn sau: gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua lao động, sản xuất, học tập, bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội của địa phương, gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh, thường xuyên gắn bó, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ trong cộng đồng. Nghị định cũng quy định một số trường hợp vi phạm về pháp luật là căn cứ không xét tặng danh hiệu gia đình văn hóa. Bộ Nội vụ vừa ban hành công văn số 7.583/BNVTCBC về hướng dẫn một số nội dung vướng mắc trong xây dựng đề án và phê duyệt vị trí việc làm. Bộ Nội vụ đã chấp thuận đề xuất của Bộ Giáo dục Đào tạo về điều chỉnh vị trí việc làm nhân viên y tế học đường từ nhóm danh mục hỗ trợ, phục vụ sang nhóm vị trí việc làm chuyên môn dùng chung trong các cơ sở giáo dục. Trước mắt, Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương hướng dẫn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp xác định vị trí việc làm y tế học đường thuộc nhóm vị trí việc làm chuyên môn dùng chung như hiện nay. Bộ Nội vụ sẽ phối hợp Bộ Giáo dục Đào tạo rà soát sửa đổi, bổ sung thông tư số 12/2022/TT-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và thông tư số 19/2023/TT-BGDDT và thông tư số 20/2023/TT-BGDDT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo cho phù hợp.
Theo hướng dẫn mới nhất của Bộ Nội vụ, vị trí việc làm y tế học đường sẽ không bị xếp vào nhóm hỗ trợ, phục vụ của Thông tư 19/20/2023/TT-BGDDT mà được xếp vào vị trí việc làm chuyên môn dùng chung và sẽ được xếp chung với các vị trí thư viện, kế toán, văn thư, được hưởng lương, phụ cấp đặc thù theo quy định. Trước đó, Bộ Giáo dục Đào tạo đã có công văn gửi Bộ Nội vụ xem xét, bổ sung, điều chỉnh danh mục vị trí việc làm. Trong đó, đề nghị điều chỉnh vị trí y tế học đường từ nhóm danh mục hỗ trợ, phục vụ sang nhóm vị trí việc làm chuyên môn dùng chung trong các cơ sở giáo dục. Bởi nhiệm vụ y tế trường học là nhiệm vụ quan trọng và nặng nề, đòi hỏi phải có trách nhiệm cao với công việc, liên quan đến tính mạng, sức khỏe của con người. Ngoài ra còn các công tác liên quan khác như thu và lập hồ sơ bảo hiểm y tế học sinh, công tác phòng chống dịch bệnh, bệnh học đường, xâm hại tình dục trẻ em, bạo lực học đường, HIVS, phòng chống tác hại thuốc lá điện tử, ma túy, chăm sóc sức khỏe tâm thần, tư vấn tâm lý và hỗ trợ học sinh có những biểu hiện bất thường về tâm lý, phát hiện sớm các dấu hiệu của trẻ tự kỷ để phối hợp cùng gia đình và các cơ sở y tế can thiệp kịp thời.